sometimes like all you want to do is run. Ok, bây giờ nó to, phải nói là nó to như quả, phải nói như quả trứng gà ấy. Đó, ok, thì bây giờ bên mình làm ấy thì nó phải không có sẹo. Nhưng mà hôm nay ấy, là mình hy vọng là nó sẽ rút được rất là nhiều cái dịch này ra. Nha, nó rút được rất là nhiều cái dịch này ra. Rồi về nhà trong lúc này là không ăn đồ nếp nha. Đồ nếp là xôi gì á? Xôi, có nghĩa là liên quan đến xôi là gì nếp ấy. Này em phải kiêng, ví dụ chè nếp em cũng kiêng đi. Cơm thì được luôn. Cơm thì ăn bình thường, đồ nếp liên quan đồ nếp mà. Nhá, đồ nếp này, sầu riêng cái thứ nóng là không ăn nha, sầu riêng cái thứ không ăn. Trong giai đoạn khoảng 10 ngày, 10 ngày tới là không ăn, đặc biệt đồ nếp với sầu riêng không ăn nha. Dạ. Nóng lên nha.